Xin chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay Phương Văn xin phép quay trở lại câu chuyện của anh ca sĩ Randy. Và vừa qua thì quý vị khán giả cũng ngóng chờ những cái thông tin mà từ ca sĩ Randy cũng như là các anh em khác hỗ trợ thông tin để cho anh ca sĩ Randy đi tìm kiếm mẹ của mình. Thì trong thời gian vừa qua anh ca sĩ Randy về Việt Nam cũng đã xét nghiệm với ba người gọi là có thể hy vọng là huyết thống, trong đó có chị em và có người mẹ, đó là mẹ Út ở Trà Vinh. Và ba cái kết quả vừa rồi thì không có trùng khớp. Và hôm nay thì cái thông tin chính thức từ anh ca sĩ Randy chia sẻ, cũng như là các anh em YouTube cung cấp những thông tin trước đây về mẹ Trần Thị Mười, thì hôm nay được anh ca sĩ Randy chia sẻ cũng như là trực tiếp đi ăn với gia đình của mẹ Mười. Hiện tại thì quý vị khán giả cũng biết là tất cả mọi người rất là thương yêu, hàng triệu trái tim đang gửi gắm và mong chờ những cái thông tin tốt đẹp nhất giữa mẹ Mười và anh ca sĩ Randy. Mẹ Mười bây giờ tuổi đã hơn 70, con cháu đề huề. Và trong đó thì đau đáu cái nỗi buồn mà trước đây mẹ đã bỏ lại một đứa con lai Mỹ. Và ngày hôm nay thì mẹ thực sự là can đảm để nói lên cái điều đó và mong tìm lại đứa con trai thất lạc của mình. Kính thưa quý vị khán giả, thì hôm nay trong các con thì Phương Văn thấy có một người con trai là anh mặc áo xanh đó, với anh ca sĩ Randy thực sự là có những cái nét tương đồng và hao nhau quý vị khán giả. Đây là cái cảm nhận của Phương Văn mà thôi. Và lần này thì anh ca sĩ Randy cũng như là bà xã có cái cảm nhận là gần gũi, và đồng thời là có một cái gì đó nó nôn nao và chờ đợi kết quả, hy vọng đây là một cái kết quả cuối cùng để anh ca sĩ Randy tìm lại người mẹ của mình. Và cũng đâu đó thì mẹ Mười mấy mươi năm qua đã thất lạc người con trai lai Mỹ mà mẹ đau đáu trong lòng, muốn mong chờ tìm lại người con của mình. Kính thưa quý vị khán giả, đôi khi làm cha làm mẹ một cái hoàn cảnh nào đó mà bỏ rơi con mình, thì cho tới ngày hôm nay, dù cho mẹ Mười sống trong cái cuộc sống khá giả, kinh tế đầy đủ, nhưng mẹ chia sẻ rằng tới tuổi già sức yếu cho tới ngày hôm nay thì chỉ mong chờ là thông tin tìm lại được đứa con trai thất lạc của mình mà thôi, chứ không mong chờ gì cả. Tại vì bây giờ mẹ Mười kinh tế khá giả, con cái đề huề và đầy đủ cháu chắc, như vậy thì tuổi già đâu có mong gì hơn nữa là mong tìm lại đứa con trai của mình mà trong lòng của mình mấy mươi năm qua đã luôn mong mỏi về những cái thông tin mà đứa con trai của mình, chính mình nằm trong cái hoàn cảnh rồi bỏ rơi con mình. Kính thưa quý vị khán giả, chúng ta là người phụ nữ rơi vào một cái hoàn cảnh bế tắc nào đó trong một cái thời điểm hiện tại nào đó, thì mãi đến về sau chúng ta cũng không thể nào mà quên được. Dù cho cái tuổi trẻ đôi mươi, 18, 20 rơi vào cái hoàn cảnh nào đó mà sinh con ra mà không nuôi được, thì cái điều đó dù cho sau này lập gia đình mãi về sau cho tới tuổi già sức yếu, nhưng đâu đó cũng nhớ lại những cái thời khắc mà mình bỏ rơi, hoặc là cái thời khắc mà mình không bảo bọc được con trai mình, hoặc là một đứa con của mình đâu đó trong cái hoàn cảnh, bất cứ hoàn cảnh nào, nhưng không thể quên được. Và nỗi niềm xót xa, cũng mong gặp lại con và cũng mong nhớ con, và nghĩ lại tại sao cái hoàn cảnh lúc đó mình không có thể bảo bọc con mình được. Cho tới ngày hôm nay, dù cho tuổi 70, 80 hay là cái tuổi gần đất xa trời, nhưng vẫn nhớ về những ngày xưa mà mình làm như vậy. Mình không có đồng hành cùng với cuộc đời con của mình để rồi bỏ rơi đứa con của mình cho một người khác chăm sóc, thì thực sự là cái nỗi niềm xót xa cũng như là cái nỗi niềm thương nhớ con không nguôi trong người phụ nữ.
chúng ta cũng đã biết theo dõi câu chuyện của anh ca sĩ Randy, hàng triệu trái tim đang mong chờ. Thực sự, ở Việt Nam đã 30 bộ hồ sơ đã xét nghiệm rồi. Tới mẹ 10 là cái bộ hồ sơ thứ 31. Mà trong chuyến hành trình về Việt Nam cũng như là về du lịch thăm lại cội nguồn của mình, nơi mình sinh ra, đất nước Việt Nam. Và bây giờ thì tìm lại nguồn cội của mình, mà tất cả những chương trình chưa hề chia ly, những anh em YouTube, những cái thông tin hữu ích từ khán giả đã cung cấp, đã chia sẻ, thì anh ca sĩ Randy đã tìm hiểu qua và đồng thời cuối cùng thì trực tiếp đi xét nghiệm. Cũng như vừa rồi đó quý vị khán giả, câu chuyện của mẹ 10 và mẹ Út ở Trà Vinh thì các anh em YouTube đã chia sẻ thông tin từ rất lâu. Nhưng tới bây giờ thì chính anh ca sĩ Randy là cái người trực tiếp đến nhà và cũng như là gặp gỡ, trao đổi và lấy mẫu xét nghiệm. Tới ngày hôm nay thì thực sự các bà mẹ mà từng có một người con lai Mỹ, phải nói là Phương Văn rất là cảm động cái sự can đảm của các bà mẹ nói lên sự thật trong những cái thời khắc khó khăn đó, bỏ lại đứa con rơi của mình. Và hy vọng ngoài anh ca sĩ Randy ra còn có những anh em Mỹ Lai da màu đâu đó muốn tìm lại cội nguồn của mình thì có thể biết được những cái thông tin và hãy tìm lại, tìm về quê hương của mình, tìm lại nguồn cội của mình, tìm lại những người mẹ hiện tại đang còn trên cõi đời này. Thật sự Phương Văn cũng như là tất cả quý vị khán giả, khi một lần nào đó hồi hộp chờ đợi kết quả của một bà mẹ xét nghiệm với anh ca sĩ Randy, chúng ta đều mong chờ cái kết quả tốt đẹp nhất. Và hiện tại thì quý vị khán giả hy vọng lắm nhiều người bình luận và nhận xét cái điều mà trong gia đình của anh ca sĩ Randy với gia đình của mẹ 10 đã gặp gỡ. Và Phương Văn thấy trong hình ảnh thì có anh trai áo xanh là có cái nét tương đồng, thực sự là tương đồng, rất là giống anh ca sĩ Randy. Khi mà ở ngoài sảnh đi vô trong nhà hàng đó thì Phương Văn thấy là ủa sao mà thấy anh ca sĩ Randy bên đứng bên đây, anh kia đứng bên kia, nhưng mà phía sau nhìn quay qua và phía sau nhìn tới đó quý vị khán giả, không phân biệt được anh ca sĩ Randy và anh trai áo xanh. Khi mà quay cái mặt lại thì Phương Văn mới thấy là ồ trời ơi, sao hai anh này lại giống nhau như thế. Thì anh trai đó là con của mẹ 10 và anh ca sĩ Randy với anh trai đó thực sự là giống như là cảm nhận được là anh em ruột như vậy đó. Như vậy thì chúng ta thấy cái điều mà mẹ 10 đã chia sẻ hôm nay, hy vọng là xét nghiệm lần này trùng khớp với mẹ 10 thì niềm vui vỡ òa. Thực sự là mong chờ của mẹ 10 đến giây phút này, cũng như là anh ca sĩ Randy, đây là một cái thông tin mà phải nói cực kỳ hữu ích, cực kỳ hiếm hoi. Và mặc dù là chia sẻ những cái thông tin trùng khớp, cũng đặt con tên là Trần Quốc Tuấn, mẹ 10 chia sẻ là cái tên đó là muốn đặt cho con cái tên đẹp. Như vậy thì từ trước tới giờ các bà mẹ sinh người con lai da màu ra gửi cho cô nhi viện hoặc là cho ai đó đều đặt cái tên là Trần Quốc Tuấn. Như vậy mấy mươi bộ hồ sơ thì chúng ta thấy là các bà mẹ đều đặt cái tên là Trần Quốc Tuấn. Như vậy hôm nay mẹ 10 cũng chia sẻ cái tên Trần Quốc Tuấn là mẹ 10 thấy là đẹp và mong muốn cho con là có cái tên đẹp như vậy. Cho nên mẹ 10 cũng đặt tên con của mình là Trần Quốc Tuấn. Thì những cái thông tin tương đối trùng khớp, tuy nhiên thì chúng ta cũng phải dựa vào khoa học để chứng minh họ có huyết thống hay không bằng cách là xét nghiệm ADN quý vị khán giả. Thì chúng ta không chờ đợi lâu nữa, hiện tại thì vài ngày, vì xét nghiệm ADN giữa mẹ và con thì thực sự là rất là gần huyết thống, gần mẹ con đó. Cho nên cái việc xét nghiệm chỉ trong vòng 3-4 ngày thôi, thì chúng ta hãy chờ đợi kết quả này. Và chúng ta cũng cầu chúc cho anh ca sĩ Randy và mẹ 10 đây là cái lần xét nghiệm cuối cùng để mong là tìm lại nguồn cội của mình
và trong lòng anh ca sĩ Randy luôn luôn tìm lại người mẹ của mình mà mấy mươi năm anh đã mong chờ và thương nhớ. Kính thưa quý vị khán giả, nỗi niềm của người con đi tìm mẹ thật sự là khán giả thương và rơi nước mắt khi anh ca sĩ Randy bắt đầu cuộc hành trình đi tìm mẹ cho tới ngày hôm nay. Và phải nói trong cái thời điểm này, trong cái thời xã hội hiện đại, thì việc mà YouTube, các anh em YouTuber hỗ trợ thông tin phải nói rất là hữu ích. Vì chúng ta bây giờ có thể tìm kiếm người thân, tìm kiếm những người đã thất lạc, hoặc là bất cứ những thông tin nào, cập nhật thông tin mới, những thông tin về tin tức thời sự v.v. thì qua YouTube, tất cả bà con đều có thể là nắm được những cái thông tin mà chúng ta cần xem, cần nghe để hiểu được những gì xảy ra xung quanh chúng ta. Hy vọng bà con cô bác gần xa đăng ký kênh Phương Vân để tiếp tục theo dõi những câu chuyện trong cuộc sống đời thường này. Một lần nữa, Phương Vân xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã đồng hành và theo dõi. Chúc quý khán giả nhiều sức khỏe, an nhiên, hạnh phúc. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.